Choáng ngợp loại sữa chống lão hóa gấp 300 lần vừng, cực tốt cho sức khỏe, cả thế giới săn lùng. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, sữa là cái tên không còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta ở đây, có đúng không nào? Sữa được biết đến là một trong những nguồn cung cấp protein phổ biến nhất hiện nay. Có nhiều cô bác thì chọn uống một cốc sữa vào buổi sáng để có thể nạp đầy năng lượng trong một ngày dài. Có một số cô bác thì lại chọn uống một cốc sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ để giúp tăng cân. Loại sữa được dùng nhiều nhất đó là sữa bò hoặc là sữa đậu nành. Tuy nhiên, những năm gần đây, có một loại sữa khác cũng đang được nhiều người ưa chuộng vì sự lành mạnh và dễ uống của nó. Thậm chí còn có nghiên cứu là nó mang đến nhiều công dụng tuyệt vời hơn cả sữa tươi thông thường. Điển hình nhất là sữa hạnh nhân. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng cô bác tìm hiểu cụ thể hơn về loại sữa này, cũng như là cách làm sữa để cô bác có thể chế biến cho cả gia đình nhà mình cùng thưởng thức cô bác nhé. Sữa hạnh nhân có nguồn gốc từ Trung Âu, là một thức uống cổ đã phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ từ lâu. Tuy nhiên, nó mới chỉ thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây ở khu vực châu Á và Việt Nam mình thôi. Nó được coi là một sản phẩm thay thế sữa cho những cô bác nào đang giảm cân, giữ dáng, muốn tìm những loại đồ uống càng ít calo càng tốt. Trên thực tế, sữa hạnh nhân có những lợi ích tốt hơn cả những gì cô bác nghĩ. Công dụng đầu tiên của sữa hạnh nhân đó là hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch. Cô bác có biết không, ở Việt Nam mình, mỗi năm có khoảng gần 200.000 người tử vong do các căn bệnh có liên quan đến tim mạch. Con số này thậm chí còn cao hơn cả số người tử vong vì bệnh ung thư. Đáng lưu ý là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Nếu như trước đây các bệnh lý về tim mạch thường gặp ở người lớn tuổi, thì ngày nay nó có thể xuất hiện sớm ở những người trẻ tuổi. Trong khi đó, những người trẻ thường chủ quan cho rằng mình không có nguy cơ mắc bệnh nên không có biện pháp phòng ngừa hợp lý và thái độ tầm soát sớm hơn. Điều đó dẫn tới các biến chứng đáng tiếc. Nhiều cô bác đã biết thì khi cơ thể có chứa nhiều cholesterol xấu thì rất dễ mắc phải các bệnh về tim mạch. Cô bác có thể thông qua thói quen ăn uống để làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Và sữa hạnh nhân là một trong số những thức uống có thể làm được điều này. Trong thành phần hạnh nhân không chứa cholesterol hoặc là chất béo bão hòa, ít natri và có chứa các axit béo omega. Điều này sẽ giúp cho cô bác phòng ngừa tăng chứng bệnh huyết áp và bệnh tim tốt nhất của bác nhé. Công dụng thứ hai đó là giúp làm giảm lượng đường trong máu. Tương tự như bệnh tim mạch thì bệnh tiểu đường cũng là căn bệnh phổ biến hiện nay và đang có xu hướng gia tăng một cách đáng báo động. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường xuất phát từ chính những thói quen ăn uống vô tội vạ, thiếu khoa học cũng như là nếp sinh hoạt không quy củ của nhiều cô bác. Để giúp giảm lượng đường trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thì cô bác có thể bổ sung sữa hạnh nhân vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình xem sao nhé. Sữa hạnh nhân là một loại sữa có chỉ số đường huyết thấp nên khi uống sữa, cô bác sẽ thấy nó có vị ngọt nhẹ, vị ngọt từ tự nhiên mà không có đường hóa học, giống như một vài loại sữa đóng hộp mà mình hay uống đâu cô bác. Thế nhưng trong thành phần hạnh nhân lại giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và chất đạm rất tốt cho cơ thể của người bệnh. Bởi vậy mà đây thực sự là một loại sữa tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc những đối tượng người đang gặp phải hội chứng chuyển hóa của bệnh lý tiểu đường. Cô bác nào đang bị tiểu đường hay có người thân đang mắc bệnh này thì nên thử cô bác nhé. Công dụng thứ ba đó là giúp xương trở nên chắc khỏe. Khi bước vào tuổi trung niên, xương khớp chính là dấu hiệu rõ nét nhất để nhắc nhở cô bác phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Có nhiều cô bác chia sẻ là bây giờ mình không thể nào tập được những động tác thể dục đòi hỏi sự dẻo dai giống như trước đây. Hay là hễ khi nào thay đổi thời tiết là xương khớp lại đau nhức, có khi đứng lên ngồi xuống thôi còn nghe thấy cả tiếng rắc rắc của xương khớp nữa. Để bảo vệ cho xương khớp và hạn chế những tình trạng kể trên, nhiều cô bác đã tìm đến sữa. Vừa hay, sữa hạnh nhân mà tôi giới thiệu trong video ngày hôm nay lại cực kỳ tốt cho xương khớp của chúng ta. Trong sữa hạnh nhân có chứa nhiều phốt pho và canxi. Cụ thể, trong một ly sữa hạnh nhân có chứa đến 45-50% lượng canxi cần thiết tốt cho xương. Con số này ngang với các loại hải sản đấy cô bác. Vậy nên, việc uống sữa hạnh nhân sẽ giúp cho xương và răng của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Đồng thời, còn giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương hoặc là các bệnh có liên quan đến xương yếu, gãy xương của cơ thể.
Do đó, cô bác nào có bệnh về xương khớp hay là muốn bảo vệ xương khớp thì nên uống loại sữa này nhé. Công dụng thứ tư đó là tốt cho trí não. Cô bác nào ở đây đang phải làm những việc có liên quan đến sổ sách, số má thì chắc chắn đã đôi ba lần gặp phải tình trạng nhớ nhớ quên quên, có đúng không nào? Rồi nếu như nhà mình đang có các bé đang trong độ tuổi đi học thì việc ghi nhớ kiến thức, bài tập quả thực là một sự khó khăn với các bé. Vậy thì cô bác không nên bỏ qua món sữa hạnh nhân này đâu. Nó rất tốt cho trí não của cô bác cũng như là cho cả các bé nhà mình. Các chuyên gia chia sẻ rằng những chất dinh dưỡng tốt có trong hạnh nhân đều rất tốt cho sự phát triển của trí não con người, nhất là đối với trẻ nhỏ. Các thành phần có trong hạnh nhân giúp kích thích sự hoạt động tích cực của não bộ, từ đó giúp cải thiện mức độ thông minh và ngăn ngừa, hạn chế, mắc phải hội chứng suy giảm trí nhớ về sau. Công dụng thứ 5 đó là hỗ trợ giảm cân hiệu quả và làm đẹp da. Đây có lẽ là công dụng mà cô bác được nghe nhiều nhất từ hạnh nhân hay là cả các loại hạt dinh dưỡng khác nữa, có đúng không nào? Như tôi đã chia sẻ ngay từ ban đầu, bởi vì hạnh nhân có chứa ít calo mà lại không hề có chứa các chất béo xấu. Vậy nên, dù cô bác có uống sữa hơi quá liều lượng một chút thì cũng không phải lo bị tăng cân đâu nhé. Hơn nữa, sữa hạnh nhân có chứa hàm lượng lớn chất xơ và chất đạm, giúp cho người dùng cảm thấy no lâu và không bị cảm giác thèm ăn. Từ đó thì sữa hạnh nhân đã trở thành một thực phẩm rất tốt cho những ai đang muốn giảm cân. Uống sữa hạnh nhân còn giúp cho cô bác có được cho mình một làn da hồng hào, mịn màng, nhất là đối với cô bác nào đang mang thai. Bởi vì thông thường trong thời gian mang thai, cơ thể sẽ bị thay đổi nội tiết tố. Dùng kem dưỡng thì không phải loại nào cũng an toàn và lành tính. Cho nên những phương pháp tự nhiên không có chứa chất hóa học vẫn được ưu tiên lên hàng đầu. Trên đây là những công dụng tuyệt vời mà sữa hạnh nhân mang đến cho sức khỏe cũng như sắc đẹp của chúng ta. Thế nên cô bác đừng ngần ngại mà uống sữa hạnh nhân ngày nhé. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu loại đồ ăn, thức uống khác, thì sữa hạnh nhân cũng đòi hỏi cô bác phải uống đúng cách, đúng liều lượng, tuyệt đối không nên quá lạm dụng. Có như vậy thì sữa hạnh nhân mới phát huy được tối đa những công dụng hiệu quả của chúng. Sữa hạt các loại, cho dù bổ dưỡng đến đâu cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết về dinh dưỡng. Sữa hạnh nhân cũng như vậy. Vì vậy mà ngoài việc sử dụng sữa hạt hạnh nhân, chúng ta nên bổ sung thêm các loại sữa hạt khác như là sữa hạt óc chó, sữa hạt gạo lứt, sữa hạt mè, sữa đậu nành, sữa đậu xanh của bác nhé. Sữa là một trong những thực phẩm được coi là cực kỳ bổ dưỡng và đặc biệt tốt cho sức khỏe của người lớn và cả sự phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống sữa đúng cách. Hiện tại, có nhiều quan niệm sai lầm khi uống sữa không chỉ làm mất giá trị dinh dưỡng mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ và bệnh tật nguy hiểm. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác một số sai lầm khi uống sữa không đúng cách. Cô bác cùng tôi tham khảo nhé! Đầu tiên, đó là cô bác chú ý khi dùng hoa quả chung với sữa. Sữa là loại đồ uống được yêu thích và ưa chuộng, thế nên phần lớn cô bác thường sử dụng sữa một cách vô tư, không cần quan tâm đến việc uống sữa như thế nào và uống ra sao. Tôi để ý có một số cô bác thường kết hợp sữa với các loại trái cây như là dâu tây, chanh, cam hay là xoài. Cô bác cho rằng làm như vậy sẽ giảm cân và làm đẹp da, mà còn hiệu quả gấp đôi so với việc chỉ uống sữa hoặc là chỉ ăn trái cây mà thôi. Tuy nhiên, hai loại thực phẩm này nếu kết hợp chung với nhau sẽ rất nguy hiểm do nó có đặc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Sữa có tính lạnh và trái cây lại có tính nhiệt. Khi mà hệ thống tiêu hóa hoạt động, rất dễ tạo ra các phản ứng khiến cho sữa kết tủa, gây mất cân bằng trong hệ vi sinh đường ruột. Và hậu quả là cô bác sẽ dễ bị đau bụng, cảm lạnh, dị ứng, tiêu chảy. Nếu cô bác vẫn muốn kết hợp với trái cây thì quả chuối, táo, bơ, đào, lê hay đu đủ là những sự lựa chọn an toàn hơn của bác nhé. Lưu ý thứ hai đó là uống chung sữa với các loại thực phẩm giàu protein. Bản thân sữa đã là một loại thực phẩm có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao rồi. Trong khi đó, thịt và cá cũng có chứa rất nhiều protein. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng sẽ thành bất lợi. Khi mà cô bác kết hợp những thực phẩm này với nhau, sẽ tự làm cho hệ thống tiêu hóa của chúng ta bị quá tải. Đặc biệt là đối với những cô bác mà có hệ tiêu hóa vốn dĩ đã kém rồi, dễ bị đau bụng, khó tiêu, dị ứng. Vì vậy, cô bác tránh chế biến cùng nhau,
hoặc là uống sữa ngay sau khi ăn thịt và cá của bác nhé. Lưu ý thứ ba đó là đun sôi sữa. Có nhiều cô bác tôi để ý là mặc dù đã mua sữa tiệt trùng nhưng mà vẫn không an tâm, họ vẫn phải cẩn thận hơn, đó là đun sôi sữa lên để khử trùng. Thế nhưng thói quen này đã vô tình khiến cho sữa bị xuống cấp, có thể chuyển màu, có vị chua, thậm chí là gây ra bệnh ung thư. Đặc biệt là với các loại sữa hạt thì việc đun sôi như vậy cũng làm cho sữa bị mất chất dinh dưỡng, nhiều khi uống vào còn hại cho cơ thể nhiều hơn. Do vậy, cô bác không nên đun sôi sữa. Đối với trường hợp sữa được làm lạnh, sử dụng cho trẻ nhỏ, cô bác có thể làm nóng khoảng 50 độ trong vòng 6 phút hoặc là 70 độ trong vòng 3 phút. Cô bác cũng không nên thêm đường vào sữa đun sôi, bởi vì ở nhiệt độ cao thì sự kết hợp này tạo ra chất độc, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là đợi sữa nguội rồi mới cho thêm đường. Hoặc là hiện nay trên thị trường cũng bán cả những loại máy làm sữa hạt, vừa nhanh vừa hiệu quả. Nó sẽ bảo quản sữa hạt giúp cho cô bác. Cô bác cũng có thể lựa chọn chế độ giữ ấm để lúc nào mình sử dụng sữa cũng đều an tâm cô bác nhé. Lưu ý thứ tư đó là uống quá nhiều sữa. Nhiều người thường nghĩ rằng sữa bổ dưỡng, thế nên uống càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên cô bác đó là chỉ nên sử dụng khoảng 600ml sữa mỗi ngày để tránh mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, sữa rất tốt cho sức khỏe, nhưng một số đối tượng cần hạn chế đó là những cô bác bị béo phì thừa cân vẫn có thể uống sữa tách kem, sữa không đường. Ở trẻ em thì nên tập cho trẻ uống sữa trên để tránh cắt sữa ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Với những cô bác bị mắc bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ thì cần một chế độ ăn uống hợp lý giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol. Điều này vô cùng quan trọng đối với những người bị gan nhiễm mỡ. Do vậy, hãy tránh xa các sản phẩm sữa bão hòa và không lành mạnh của bác nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã cùng với cô bác tìm hiểu về loại sữa cực kỳ tốt cho sức khỏe, ai cũng nên thử. Sữa hạnh nhân giống như sữa đậu nành là sữa có nguồn gốc từ thực vật, nó được làm từ quả hạnh nhân. Hiện nay, nó được coi là một loại sữa thay thế cho bệnh nhân không dung nạp đường và giá trị dinh dưỡng của nó cũng rất cao. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng chống lão hóa, ức chế cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, cao huyết áp, tiêu trừ mệt mỏi mà lại rất ít calo. Đặc biệt, sữa hạnh nhân so với sữa bò hay đậu nành còn có chứa hàm lượng calo ít hơn, với một lượng là 200ml, tức là một cốc sữa hạnh nhân nhỏ chỉ có chứa 30kcal mà thôi. Với những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời như vậy, cô bác nhất định phải thử sữa hạnh nhân vào buổi sáng, vừa có lợi cho sức khỏe, lại giúp cho chị em phụ nữ chúng mình giảm cân, làm đẹp của bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.